Xin chào cả nhà, mời cả nhà vô xem livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Em mời cả nhà xem đây là hình ảnh sau khi chị khách của chúng ta thực hiện liệu trình làm nano collagen tại BB Thanh Mai ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi một chút xíu với bác sĩ Hiếu để nghe thêm về liệu trình này cũng như là phác đồ điều trị của liệu trình này tại BB Thanh Mai nhé. Dạ em chào bác ạ, em mời bác chia sẻ bác nhé. Chào mọi người nha. Dạ. Bạn khách này mới làm xong cái công nghệ nano collagen, tức là mình sẽ cấy cái dưỡng chất HA, hyaluronic acid vào trong da để cho nó cải thiện. Thứ nhất đó là những cái vấn đề về nếp nhăn, những nếp nhăn li ti trên bề mặt da. Đồng thời thì cái HA nó cũng sẽ giúp giữ nước trong da và giúp da căng bóng nhiều hơn, giảm những cái tình trạng da bị chảy xệ cũng như là da bị nhùn, thì nó sẽ giúp cái da căng bóng và sáng mịn hơn. Thì trong cái nano collagen này, ngoài những dưỡng chất như HA cũng có rất là nhiều loại axit amin cũng để giúp cho cái da mình sáng hơn. Và thường thì mình sẽ điều trị ở những cái hàng có độ tuổi từ 20 tuổi đến 50 tuổi thì mình đều có thể làm được, và mình làm thường khoảng 3 lần thì mình sẽ thấy cái hiệu quả nó sẽ rõ rệt. Và có thể mình sẽ điều trị tiếp theo 3 lần, 6 lần, 9 lần, và mình cứ duy trì vậy trong cái khoảng thời gian là cứ 3 tuần mình sẽ đi một lần. Cảm ơn những chia sẻ của bác. Chị ơi, khi mình làm thì mình có thấy khó chịu gì không chị? Dạ, em thấy rất là thoải mái. Dạ, khi mà mình làm xong mình thấy cái quả rồi đó, thì không biết là mình có hài lòng không chị ha? Dạ, em rất là hài lòng. Dạ, da căng bóng hẳn chị ha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cũng xin một ít thời gian để có thể chia sẻ nhiều hơn với khán giả và các khách hàng đang xem livestream của BB Thanh Mai về liệu trình nano collagen này. Thì cả nhà mình ơi, cái làn da của chúng ta thì có 3 lớp. Ở lớp trên cùng là thượng bì, trung bì và lớp hạ bì là ở dưới cùng, thì mỗi lớp đều có chức năng riêng và vô cùng quan trọng trong làn da. Tuy nhiên thì cái lớp biểu bì là lớp trên cùng, nó sẽ thể hiện được khi mà người khác nhìn vào cái làn da của chúng ta thì có mịn không nè, sáng không, có đẹp hay là căng bóng không. Thì khi chúng ta ở độ tuổi 18 thì làn da của chúng ta chứa rất là nhiều collagen, elastin và acid hyaluronic và những vitamin nữa, làm cho làn da chúng ta khi nào cũng thật là bóng, mướt và mịn màng. Nhưng mà theo thời gian thì chúng ta mất đi rất là nhiều các axit hyaluronic, thành thử ra thì chúng ta cần phải bổ sung cái chất này để cho làn da của chúng ta được thật là đẹp. Và đối với cái liệu trình nano collagen tại BB Thanh Mai thì bao gồm rất là nhiều các thành phần thiết yếu và tốt cho làn da, có thể kể đến như là chúng ta có 12 loại vitamin, bao gồm có vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E để giúp có thể làm cho cái làn da được phục hồi. Có hơn 23 loại axit amin giúp kích thích sản xuất các protein quan trọng cho làn da. Ngoài ra thì liệu trình còn có thêm 6 loại khoáng chất hay còn gọi là coenzyme để giúp xúc tác các phản ứng sinh hóa, ngăn ngừa tổn thương da. Thêm 5 loại axit nucleic nữa để giúp loại bỏ các độc tố. Và sau khi chúng ta sử dụng nguyên cái liệu trình nano collagen tại BB Thanh Mai thì làn da sẽ được tăng sinh hơn 256% collagen và elastin, tăng hơn 147% nguyên bào sợi. Đặc biệt điều này chị em của chúng ta rất là thích, đó là mình giảm được cái sự oxy hóa lên tới hơn 90% và tăng độ ẩm cho làn da lên tới 90% nhờ có cái chất HA ở bên trong cái liệu trình nano collagen, giúp cho giữ ẩm cho làn da. Và rất là vui là hiện tại BB đang có ưu đãi lên tới hơn 45% cho cái liệu trình này. Đây là điều vô cùng tuyệt vời để cho cả nhà có cái cơ hội vô cùng tiết kiệm để mình sử dụng liệu trình giúp cho làn da được mềm mịn, căng bóng, thấm đẫm những chất, đúng không cả nhà? Cảm ơn cả nhà rất nhiều, và nếu như cả nhà muốn đăng ký cái liệu trình này tại BB thì mình đừng quên gọi ngay vô hotline 1800 6617 hoặc để lại thông tin tại livestream này nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi livestream tại BB Thanh Mai. Em cảm ơn chị mình đã đồng ý tham gia chương trình livestream của BB ạ. Em cảm ơn bác sĩ Hiếu nhiều nha. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyên mục livestream sau nhé. Xin chào.